Hôm qua 26 tháng 5 tại huyện Lâm Hà, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên xét xử lưu động vụ án hình sự đối với Trần Bá Côn sinh năm 1966, thường trú tại thôn Vân Khánh, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ngày 1 tháng 10 năm 2014, Công an huyện Lâm Hà đã bắt quả tang Nguyễn Bá Côn đang cầm trên tay một gói ni lông màu trắng, dạng bột khi đang điều khiển xe máy trên đường tại thôn Vân Khánh, xã Hoài Đức. Sau đó, Công an huyện Lâm Hà đã tiến hành kiểm tra và thu giữ tại nhà Côn 39 gói ni lông màu đen chứa chất màu trắng, dạng bột, được xác định là heroin với trọng lượng 32,34 gram. Qua quá trình điều tra, Nguyễn Bá Côn khai nhận bản thân là người nghiện ma túy và đã từng mua ma túy của một người không rõ lai lịch với giá 25 triệu đồng, rồi cất giữ tại nhà để sử dụng và bán cho người có nhu cầu. Căn cứ vào hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa, hội đồng xét xử kết luận hành vi của Nguyễn Bá Côn đã phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy quy định tại điểm B khoản 3 điều 194 Bộ luật hình sự và tuyên phạt Nguyễn Bá Côn 15 năm tù giam.